Mày tặng cái đấy hả? Chung mày tập trung vào chôn. Thầy xã thấy bảo tập trung, tập trung. Tập trung kiểu con khỉ gì này. Bây giờ ấy, chúng mày về nhà chuẩn bị chắc phấn tô son để chiều đi. Về đi, về đi, về đi. Về. Ơ, không chào tao à? Chào chị đó mà. Thôi, về đi, về đi. Thầy à, thầy thấy mấy cái bọn trẻ con này nó tập múa có hay không? Cái này thì tao không biết. Tao gọi là chuyên gia. Để tao gọi cho cái thằng bán tán ở bên bản về. Nó phải là nhận xét nè. Thì gọi đi, hay là lấy phép đi. Gọi đi. Alo. 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 Tăng, tăng, tăng hả? Tăng, tăng nữ. Cứ nói chuyện một mình thôi. Cô gọi thật đúng không? Thật. Tăng ơi thầy, Tăng ơi thầy, Tăng ơi. Tăng ơi. Tăng ơi. Tăng ơi. Tăng ơi. Ô Tăng à. Đẹp trai thế. Cả mày. Có phải Tăng ngày xưa không đấy nhỉ? Chính Tăng ngày xưa đó. Thế dạo này Tăng thế nào? Tăng khỏe, đang lên đường đi lấy kinh đấy. Sao vậy? Kinh lấy kinh. Đúng rồi. Bọn trẻ ở làng ta ấy, nó có cái câu gì nhỉ? Đường đi tay trúc thành kinh. Gian nan thì ít đấy mà, cái sinh thì nhiều. Nếu như sư phụ làm liệu thì thầy Du Ký sẽ có nhiều cảnh hay. Thầy nhỉ, thầy nhỉ. Thế nói tóm lại, người của ta xuống đây có việc gì đấy? Thôi, tóc mày xua thầy nghe. Dạ thưa thầy. Thầy xã thấy bảo thầy xuống diệt hộ văn nghệ trung thu ấy mà. Thế thầy có cần phải diễn lại không? Thôi, bỏ qua cái phần đấy đi. Sao ta mới đi trên mây ta nhìn thấy hết rồi. Ta thấy rồi. Nếu mà xem đoạn nào chưa sót thì ta lên YouTube ta xem lại. Thế thầy thấy bọn nó tập thế nào? Nói chung là cũng tạm được, không là gì, không bằng ta. Ui giời, lấy phép. Thầy chắc gì đã tập được như bọn nó. Thật. Thầy tập hơi bị giỏi ấy. Lấy phép trả gì? 36 tiếng ở trên trời, ta ở dưới ngựa 24 tiếng, cuối cùng 12 tiếng. Thế đó. Dầm đấy. Thế tập đi. Tập đi, tập đi. Rồi. Mình xách đâu cho thầy tập nhỉ? Cầm áo. Sợ nhìn lên. Đó, mày cầm thầy họ cầm. Quá xinh, quá xinh.
chuột nó rút. Có phép mà mì chuột rút à? Chưa đi. Chưa đi. Chưa. Khỏi rồi à? Khỏi rồi. Khỏi rồi à? Thầy đúng là đừng tăng. Các ơi, ta thấy nhảy có đẹp không? Có sung không? Có sung nhưng nói sung là không bằng con. Thế thầy không nhảy nữa? Thầy thở một tí mệt quá. Mày xem. Thầy đi quên à? Ai nhảy hay không? Ai thầy? Nói chung là cái nhóm vừa rồi ấy, một trẻ con là nhảy rất tốt. Ôi trời ơi! Trung Thu chắc chắn là giải nhất. Thế cơ? Nhất rồi. Nhất rồi. Đi chào qua luôn. Vâng, ôi trời ơi. Giờ ta có việc bận lắm, ta đi lấy kinh. Bận gì đi? Thầy đi lấy kinh cái thầy kia. Thôi, đến giờ ta phải đi rồi. Chúc các em nhỏ trong thôn học hành giỏi giang, đêm Trung Thu thành công tốt đẹp. Thế thầy thấy áo thầy. Thầy đi từ từ thầy nhé. Giật cả mình. Thầy ơi thầy, thầy tăng thế về rồi thì thằng xã thầy có về không? Nhưng mà tôi không nhảy nữa mà. Không nhảy á? Thì hỏi về nhà con bật DJ thầy trò mình nhảy tiếp. Nhưng mà tao ngại lắm. Tao nghiện rồi còn ngại, thế bây giờ có về không?